Có một vương phi bị trúng lời nguyền, chính giữa trán mọc thêm một con mắt có thể mở được, đóng được. Chỗ cô ta sống trở thành nơi vô cùng kỳ lạ, những vật dụng ở đó đều trôi nổi trên không trung. Cô ta là lơi đưa tình, câu dẫn người đàn ông trước mặt, anh ta vẫn không có phản ứng gì. Cô không biết rằng, người đó chính là thầy bắt yêu Trần Lăng, và rồi anh đột nhiên dùng phép trấn áp con mắt trên trán vương phi, làm cô ta hét lên thảm thiết. Bên ngoài, các huynh đệ của anh cũng dàn trận, tháo gỡ tấm khiên ra, đó chính là kính chiếu yêu. Ánh sáng từ những chiếc kính chiếu thẳng vào người cô, làm linh hồn ác quỷ cũng bị hút ra. Nhân lúc đó, anh đã lấy con mắt thứ ba của cô. Vương phi ngã xuống, dần biến thành một bà lão rồi chết đi. Trần Lăng là đội trưởng của Dạ Hành Ti, một tổ chức chuyên điều tra và trừng trị những linh hồn ma quỷ. Bọn họ có các loại vũ khí khoa học không chính thống, như chiếc quạt biết phóng phi đao, chiếc dù thổi ra lửa. Trên tay anh còn có một loại pháp khí, đó là nhẫn côn lôi. Chiếc nhẫn có sức mạnh của sấm sét, nó tạo ra năng lượng cực lớn cho lưỡi đao, lúc dùng đến thì phát huy tác dụng rất tuyệt vời, vừa có thể chém, vừa có thể phát điện, mà còn có thể một quyền đánh bay đối phương. Dạ Hành Ti còn một nhà lao, chuyên giam cầm những linh hồn ma quỷ, nơi đây vô cùng âm u đáng sợ. Hôm đó, Trần Lăng đến nơi sâu thẳm trong nhà lao, tìm tên phạm nhân nguy hiểm nhất. Sau mớ rễ cây quỷ dị là một khuôn mặt, đó chính là Mộc đạo nhân. Nhìn ông có vẻ rất thật thà, nhưng bạn không biết đó thôi, ông ta vô cùng tâm cơ. Vừa thấy Trần Lăng cầm một tà vật tới hỏi nguồn gốc, ông liền nói, món đồ này cần phải đi vào Vô Tướng Thành, đó chính là nơi có đầy những linh hồn ma quái và quỷ dị. Anh chỉ có thể giải phong ấn, thả Mộc đạo nhân ra để ông ta chỉ đường, nhưng ông lại đưa họ đến Hoàng Thành. Thì ra Vô Tướng Thành và Hoàng Thành có cùng một cánh cửa, chỉ có điều phải dùng mật mã nào đó mới có thể mở ra được. Quả nhiên nơi đây làm cho họ mở rộng tầm mắt, đâu đâu cũng là những chuyện kỳ lạ. Có một bà chủ tiệm trang sức người Nhật đi đến phía họ bằng những bước đi rất nhỏ, nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu lại rất gợi cảm. Máy may chuyển ra phía sau lưng bà ta, thì ra là một cô gái được làm bằng máy móc, ngó tới ngó lui, Mộc đạo nhân liền không thấy đâu nữa. Trần Lăng điều tra án, lại điều tra đến một người đàn ông có hai thanh kiếm quái dị. Hai người lao vào đánh nhau, đánh được một lúc, có hai cái đuôi trắng phóng ra bắt trói họ, đó là nữ quản lý của Vô Tướng Thành. Cô ta nói, hai người không thuộc về nơi này, rồi sau đó kêu thuộc hạ tiễn khách đi. Một người nhìn giống khỉ trói họ lại, chớp mắt một cái liền ra ngay cổng thành, tức thời chẳng thấy người đâu nữa. Nơi này thực sự là ngọa hồ tàng long mà. Ở cửa, họ nhìn thấy Mộc đạo nhân đang đứng đợi, có vẻ như luôn ở đó chờ họ, nhưng sự thật là ông ta đã sớm sắp xếp đâu đó gọn gàng mọi kế hoạch của mình. Không lâu sau, Hoàng Thành xảy ra một chuyện kỳ lạ. Vương gia bắt đầu cắn những người ở bên cạnh mình, từ con gái cho tới các phi tần, không ai mà không bị cắn rồi hút sạch máu. Vương gia đã mất hết lý trí, gặp ai là cắn người đó, nên bị mọi người trói lại, lấy khăn nhét vào miệng. Trần Lăng vừa nhìn thì phát hiện trên cổ của vương gia có ấn ký ma quỷ. Ấn ký ấy làm anh nhớ đến ký ức thời còn trẻ đã bị chôn vùi từ lâu. Nhiều năm trước, cả thôn bị trúng một loại hoa độc, họ trở nên điên cuồng, hung bạo và bắt đầu hút máu. Mọi người chết vì giết hại lẫn nhau, và anh là người duy nhất sống sót. Còn người trồng loài hoa ấy chính là Mộc đạo nhân. Anh trở lại nhà lao, Mộc đạo nhân đã bị cướp đi, cha nuôi cũng bị đánh trọng thương. Anh vô cùng tức giận, quy hết tội ác này của Mộc đạo nhân cho Vô Tướng Thành, quyết tâm báo thù bằng được. Nhưng nơi này không thuộc về con người, đó là chỗ của những con quỷ, người không ra người, ma không ra ma, vậy làm sao tấn công vào đó đây? Trần Lăng tập hợp tất cả huynh đệ của Dạ Hành Ti, mọi người trang bị vũ khí đầy đủ bắt đầu tấn công, dùng sức mạnh và trí tuệ của con người để đấu với ác quỷ. Cuộc chiến bắt đầu, vừa có người chỉ huy thế trận, vừa chiến đấu từ trên không, vừa đánh giáp lá cả, vừa có tấn công từ xa. Trận chiến ngang tài ngang sức, cho dù nhân tài của Vô Tướng Thành có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm khó bọn họ. Lúc này Trần Lăng đi đến đối chất với quản lý của Vô Tướng Thành, và rồi anh biết được một bí mật khác, thì ra năm đó anh được thành chủ ở đây cứu. Thế là họ đành đi tìm vị thành chủ đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong sắc hồng âm u quỷ dị, thành chủ từ dưới nước hiện lên. Đó là một người phụ nữ khổng lồ, phía sau là một cái đuôi rắn thoát ẩn thoát hiện. Bà cúi người nhìn Trần Lăng và nhận ra anh. Bà nói, tất cả không phải là lỗi của cậu sao? Cứ cố chấp muốn điều tra chuyện của 20 năm về trước, kết quả lại để mất Mộc đạo nhân, quả là một sai lầm lớn. Thì ra ông ta đã dùng phi thuyền của thiên ngoại bay đến thôn Vân Ẩn, sau đó trồng loài hoa độc có tên Nhật Luân Hoa. Độc của hoa khiến dân trong thôn điên cuồng khát máu, thế nên Hoàng đế Đại Trần đã lệnh giết hết các thôn dân bị nhiễm độc, chỉ có Trần Lăng được thành chủ cứu về. Sự thật này trở thành một đả kích rất lớn đối với anh. Kẻ thù của mình lại cứu mình, vương triều mà mình bảo vệ lại hại chết thôn dân trong làng mình. Quay về nhà, anh vứt hết tất cả mọi thứ, không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì trên đời này nữa. Nhưng họa này, kiếp này, cuối cùng cũng đến. Dạ Hành Ti bị tập kích, tất cả các huynh đệ trước đây đều bị bắt và sát hại. Anh lập tức đến ứng cứu, liền bị trúng đòn của một tên võ công cao cường. Nếu như không phải người của Vô Tướng Thành đến kịp lúc cứu anh một mạng, anh cũng khó mà thoát chết. Sau khi tỉnh lại, anh vô cùng đau đớn, quyết định đi tìm thành chủ và thay đổi bản thân. Mặt khác, kế hoạch của Mộc đạo nhân cũng từng bước đến gần với thành công. Thì ra ông luôn hận loài người, cho rằng khi con người lấy được điều gì từ ông trời thì không bao giờ biết hồi đáp. Ông ta muốn tiêu diệt nhân loại, hơn nữa còn bắt tay với một người thần bí. Gia tộc của người này bị nhà Trần sát hại nên muốn lật đổ triều đình. Hai lão này âm mưu hiểm ác vô cùng, lại cùng nhau trồng ra Nhật Luân Hoa thâm độc không kém. Cuối cùng họ bắt tay nhau, hợp sức thực hiện âm mưu nguy hiểm này. Trong hoàng thành có một đám mây màu đỏ kéo tới,
thu hút đám đông mò đến xem, nhưng họ không hề hay biết rằng, đám mây đỏ này, một khi bay vào trong mũi, xâm nhập vào não thì sẽ phát điên, khiến người ta biến thành xác chết khát máu biết đi. Lúc này, trong phòng của hoàng thượng, có một cái lồng, bên trong giam cầm người em đã biến thành bộ dạng điên rồ của ông ta buồn rầu não nề, chỉ có thể chuẩn bị xuất binh, giết chết tất cả những người đã bị nhiễm độc trong thành. Bên kia, Trần Lăng đã tìm ra ngọn nguồn của đám mây đỏ, là Nhật Luân Hoa, chỉ thấy nó nở tung một cách tàn bạo, như là được nuôi dưỡng bằng máu, khao khát càng nhiều máu càng tốt vậy. Lúc này, mặt đất rung chuyển, nơi họ sống không ngờ lại bay lên không trung, đó lại là một phi thuyền ẩn giấu, cũng chính là người bí ẩn kia sẽ ngồi phi thuyền này để tới hoàng thành, phân tán hoa độc ở khắp nơi, hạ độc giết chết tất cả mọi người. Người thần bí ấy xông ra, đánh ngã Trần Lăng và Phù Phong, phát biểu một bài tiên ngôn tiêu diệt thế giới: ngươi diệt bộ tộc của ta, ta cũng phải diệt bộ tộc của ngươi. Lúc này, huynh đệ của Trần Lăng tới kịp, nhân cơ hội trói chân ông ta, anh châm ngòi thuốc súng làm nổ tung Nhật Luân Hoa, không ngờ là bông hoa đó rất mạnh, ngược lại còn nở to hơn nữa. Phi thuyền đã tới hoàng thành, mọi người ngẩng đầu lên nhìn vô cùng kinh sợ, xác chết dưới đất cũng đều bật dậy. Người thần bí kia cũng quay lại, trở nên cuồng bạo hơn, rất nhanh đã giết chết đồng đội của Trần Lăng. Lúc này, anh cuối cùng cũng kích hoạt hình thái mới của mình, trên lưng mọc lên đôi cánh, khắp nơi đều là dòng điện, trên đầu cũng mọc sừng. Anh ta xông lên phía trước, đánh gục người thần bí kia, gỡ mặt nạ của hắn xuống. Lúc này anh nhìn người thần bí vô cùng kinh ngạc, đối phương chính là cha nuôi của mình, thì ra ông ta trước giờ luôn làm người đứng đầu ở Dạ Hành Ti, chính là để giấu giếm thân phận muốn báo thù cho kim tộc của mình. Mọi thứ đều có thể giải thích rõ ràng, vì sao những tội nhân bị nhốt ở Dạ Hành Ti đều được thả ra, tại sao Dạ Hành Ti lại bị thảm sát, đều là cho ông ta bày ra. Tộc trưởng kim tộc nói, ta vốn dĩ có một đứa con trai, nếu như không vì vương triều của các ngươi, nó cũng lớn bằng ngươi rồi. Không ngờ rằng, đứa con nuôi mà ông ta coi như con ruột lại dùng thân phận là kẻ địch đứng trước mặt ông ta, không phải ngươi chết thì là ta vong, và vì lòng thù hận, hai người sẽ không còn là hình dáng con người trước đây nữa. Một con người bị ăn mòn nhân tính, một người biến thành quái vật. Ông ta vận hết công lực, đánh lén Trần Lăng, Phù Phong lại đỡ một đòn cho anh, chết đi, ôm lấy cô. Trần Lăng hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc đời, anh ta có thể hiểu được cha nuôi mình, khi những điều tốt đẹp bị tước mất, một con người sẽ biến thành quỷ dữ đầy hận thù, không thể nào sống tiếp để gây dựng điều tốt đẹp. Trần Lăng hiểu rồi, thế là anh ta xông tới chỗ cha nuôi, ôm lấy ông bay lên trời cao, nổ tung chính mình, cùng ông chết đi. Phi thuyền rơi xuống mặt đất, 13 dặm gần đó, hóa thành cho tàn. Xác của Nhật Luân Hoa chính là cốt lõi của thù hận, nó chiếm lấy tâm hồn con người, làm người ta chất chứa hận thù, đánh mất đi tất cả nhận thức về hạnh phúc. Con người nên làm sao để hủy diệt bông hoa này mà không hủy hoại chính mình, ai có thể hiểu rõ đây.